Phần 2. Giúp mẹ cho con bú trong khi thực hiện KMC. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực Tây Thái Bình Dương, mỗi năm có 1,9 triệu trẻ sinh non. Nghĩa là trẻ được sinh ra dưới 37 tuần tuổi thai hoặc trẻ nhẹ cân. Nghĩa là trẻ nặng dưới 2.500 gram. Tử vong do sinh non chiếm một nửa tổng số ca tử vong ở trẻ sơ sinh, nhưng ít nhất một nửa số ca tử vong này có thể ngăn ngừa được mà không cần đơn vị chăm sóc tích cực. Chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo hay KMC là một biện pháp can thiệp được WHO khuyến nghị để ngăn ngừa các nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sinh non, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trí não. Nuôi con bằng sữa mẹ sớm và hoàn toàn là một trong những biện pháp cứu sinh mạng trẻ tốt nhất mà các bà mẹ có thể làm cho đứa con sơ sinh của mình. Việc chậm bắt đầu cho con bú làm tăng nguy cơ tử vong và bệnh tật một cách đáng kể. Bà mẹ có trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân có sữa non chứa nhiều chất béo, chất đạm và khoáng chất hơn. Những chất này rất quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Nhân viên y tế có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cha mẹ thực hiện bú mẹ sớm và hoàn toàn. Đầu tiên, hãy nói chuyện với người mẹ về cách thức và thời điểm cho trẻ bú. 1. Trẻ sơ sinh có dấu hiệu đòi bú khi trẻ đã sẵn sàng để được cho bú. Những dấu hiệu này có thể bao gồm chảy nước dãi, há miệng và thè lưỡi. Liếm, cắn tay và bò về phía bầu vú. Hai, trẻ sơ sinh nên được cho bú từ 8 đến 12 lần trong 24 giờ khi trẻ có dấu hiệu đòi bú. Một người mẹ mới sinh có thể không biết bế con đúng cách khi cho con bú. Việc nhân viên y tế hướng dẫn họ cách bế con để cho bú là rất quan trọng. 1. Như mọi khi, rửa tay thật sạch trước khi chăm sóc trẻ là bước quan trọng đầu tiên. 2. Kéo mép trên của áo điệu xuống dưới nách, giữ cho trẻ được che kín cơ thể. 3. Khi đứa trẻ bú mẹ, hãy dùng cả hai tay để giữ đầu và đỡ dưới mông bé. 4. Mẹ nên ôm sát trẻ, da kề da càng nhiều càng tốt. 4. Nâng đỡ toàn bộ cơ thể của trẻ, không chỉ ở cổ và vai. 5. Đảm bảo rằng tai, vai và hông của trẻ nằm trên một đường thẳng với đường giữa của cơ thể trẻ. 6. Đảm bảo rằng mặt của trẻ quay về phía vú mẹ, mũi đối diện với núm vú. 7. Kéo áo điệu trở lại cổ trẻ và trùm kín chân của trẻ. Giờ thì trẻ đã sẵn sàng để ngậm vú mẹ, với một chút trợ giúp từ mẹ. 1. Chạm núm vú vào môi trẻ. 2. Chờ miệng trẻ mở to. 3. Đẩy trẻ lên ngậm vú sao cho giữ môi dưới của trẻ ở ngay bên dưới núm vú trong khi miệng trẻ khép lại. Những dấu hiệu khi trẻ đã ngậm chặt được vú mẹ là gì? 1. Cằm của trẻ đang chạm vào vú mẹ. 2. Miệng trẻ đang mở rộng. 2. Má căng tròn trong khi bú sữa. 3. Môi dưới của trẻ cong ra ngoài, hướng xuống dưới. 4. Có thể nhìn thấy nhiều quầng vú phía trên miệng trẻ hơn phía dưới. Dấu hiệu trẻ bú tốt bao gồm: 1. Trẻ bú chậm, mút sâu. 2. Thỉnh thoảng có những khoảng dừng ngắn trong quá trình bú là điều bình thường. 3. Không nghe thấy tiếng mút. Cho trẻ bú một bên vú cho đến khi hết sữa, và chuyển sang bên còn lại nếu trẻ muốn bú tiếp.
cuối cùng, hướng dẫn người mẹ cách đặt trẻ về tư thế KMC sau khi cho bú xong. Kéo mép dưới của áo đệm về phía dưới, sau đó đưa mép trên áo đến nách của trẻ. Đưa trẻ trở lại tư thế KMC chân ếch thẳng đứng. Kéo mép trên của áo đệm ngang với tai của trẻ và che kín cả cơ thể trẻ. Gập một chân thành tư thế chân ếch và chùm chân, và bàn chân bằng mép dưới của áo đệm. Lặp lại với chân kia. Rửa tay sau khi chăm sóc trẻ. Trẻ sơ sinh nên được cho bú ít nhất 8 lần một ngày. Đa số trẻ được sinh ra với tuổi thai từ 32 tuần trở lên có thể bú trực tiếp từ vú mẹ. Đối với trẻ có tuổi thai dưới 32 tuần, có thể cho trẻ ăn sữa mẹ được vắt ra bằng ống thông mũi dạ dày. Không khuyến nghị cho trẻ sinh non hoặc nhẹ cân bú bình.